Xin chào mọi người, mình là Mỹ Uyên. Chào mừng mọi người quay trở lại với Mr. Zero. Ronaldinho đấu Neymar ở trận đấu hay nhất lịch sử Brazil. Ngày 27 tháng 7 năm 2011, chứng kiến một trong những trận đấu hay nhất lịch sử bóng đá Brazil khi hai trong số những tài năng lớn nhất mà Seleção từ sở sinh đối đầu với nhau ở hai bên chiến tuyến. Điều gì sẽ xảy ra khi hai trong số những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Brazil đối đầu trực tiếp với nhau? Trở lại năm 2011 để chứng kiến ma thuật của Ronaldinho và Neymar nhé! Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo! Ronaldinho đã sang tuổi 40 với tương lai vô định phía trước. Cách đây ít ngày, anh còn bị giam lỏng trong nhà tù Paraguay chờ phán quyết vụ hộ chiếu giả. Tuy nhiên, di sản anh để lại với bóng đá là rất lớn và đã có không ít người hy vọng Rovão sẽ được thoát tù tội để họ khỏi phải nhìn thấy người hùng một thuở của mình đằng sau song sắt. Ngay cả trong những năm tháng cuối sự nghiệp, Ronaldinho vẫn mang đến cho khán giả một thứ bóng đá ma thuật khiến bất cứ ai cũng phải thán phục. Khi những lần tỏa sáng tại El Clasico và Champions League đã trở thành quá khứ, Rovão lại mang đến màn trình diễn hay nhất trong sự nghiệp trong một trận đấu đáng nhớ đối đầu đàn em Neymar. Điều gì sẽ xảy ra khi hai trong số những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử Brazil đối đầu trực tiếp với nhau? Hãy cùng chúng tôi trở lại năm 2011 để chứng kiến ma thuật của Ronaldinho và Neymar nhé! Ngày 27 tháng 7 năm 2011, chứng kiến một trong những trận đấu hay nhất lịch sử bóng đá Brazil khi hai trong số những tài năng lớn nhất mà Seleção từng sản sinh đối đầu với nhau ở hai bên chiến tuyến. Thời điểm 2011, Ronaldinho khi ấy mới 31 tuổi nhưng đã bước qua đỉnh cao được vài năm. Sau những chuyến phiêu lưu châu Âu tại Paris Saint-Germain, Barcelona rồi Milan, Rovão trở về quê nhà để thi đấu cho Flamengo. Tốc độ và thể lực của Ronaldinho đã bị mài mòn đi rất nhiều sau khoảng thời gian ăn chơi trác táng tại lục địa già. Song đôi chân ma thuật là điều chưa bao giờ rời xa khỏi Ronaldinho, khiến anh vẫn là ngôi sao đáng chú ý nhất bên phía đội khách ngày hôm ấy. Còn với Neymar, cầu thủ 19 tuổi khi đó, ngoài nổi tiếng với những màn biểu diễn thần thánh trên YouTube, anh còn đang nhận được sự săn đón nồng nhiệt từ nhiều đại gia ở châu Âu. Tiểu Pelé khi đó là ngôi sao hàng đầu của Santos và cuộc đối đầu với người đàn anh nổi tiếng sẽ là cơ hội để anh đem những vũ điệu của mình trình diễn trước huyền thoại của quê nhà Brazil. Hai trong số những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại của Brazil đối đầu với nhau trong hoàn cảnh một người đã qua thời đỉnh cao, còn một người cố gắng thể hiện mình đã thực sự tạo nên một bữa tiệc ở Estadio Urbano Candeira. Trận đấu đã bắt đầu như đúng những phẩm chất của họ. Santos của Neymar như vũ bão trong 15 phút đầu tiên. Cựu tuyển thủ Brazil Borges lập cú đúp sau những pha kiến tạo của Elano và Neymar đưa Santos sớm dẫn hai bàn. Trong khi Flamengo đang bị dẫn trước 0-2, David đã bỏ lỡ cơ hội ngon ăn do Ronaldinho tạo ra. Chắc chắn, tiền đạo người Brazil này cũng không thể hiểu tại sao anh sút bóng bằng chân trái rồi tự lấy chân phải của mình đá ra ngoài. Chưa dừng lại ở đó, Neymar thực hiện cú solo táo bạo nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 26. Một bàn thắng mà mọi mỹ từ đều không đủ để diễn tả. Với một loạt động tác xử lý bóng nhanh nhẹn và kỹ thuật, Neymar xuất sắc vượt qua sự truy cản của hai cầu thủ đối phương trước khi vẫy bóng bằng mu chính diện tung lưới Flamengo. Pha lập công kinh điển hôm ấy cũng giúp Neymar giành danh hiệu Podcast năm 2011.
Ronaldinho nhập cuộc chậm hơn nhưng hiệu quả thì không hề kém. Không chịu lép vế người hậu bối, anh lập công ở phút 29 với pha đệm cần thành. Và Thiago Neves đánh đầu rút ngắn 2-3 chỉ sau 3 phút. Neymar sau đó kiếm về một quả penalty cho Santos. Tuy nhiên, cựu sao Man City Elano không thành công sau khi chạy đà tới 12 bước từ ngoài vòng cấm. Chắc chắn sau khi trận đấu kết thúc, Elano sẽ là người phải ân hận nhất bên phía Santos. Cựu cầu thủ của Man City có cơ hội nâng tỷ số lên 4-2 cho Santos. Thế nhưng cú sút Panenka trứ danh lại được thể hiện quá đơn giản đến nỗi thủ môn của Flamengo còn chẳng phải tốn quá nhiều sức để cản phá. Trong khi đó, Ronaldinho tiếp tục ghi dấu ấn với một pha kiến tạo cuối hiệp 1. Một quả phạt góc hoàn hảo được David chạm đầu quân bình 3 đều trước khi hết hiệp 1. Đầu hiệp 2, Neymar tiếp tục tỏa sáng trước bàn thắng nâng tỷ số lên 4-3. Tiểu Pele đưa Santos vượt lên khi vọt qua hậu vệ biên của Flamengo và dứt điểm tinh tế. Cũng như hiệp 1, Rô Vẩu nhanh chóng đáp trả, nhà vô địch World Cup 2002 thực hiện quả đá phạt chìm đầy tinh quái quân bình tỷ số 4 đều. Và sau một đợt tấn công của Santos bị bẻ gãy, Flamengo phản công 3-2 trước khi Neves dọn cổ cho Ronaldinho ấn định 5-4. Kết thúc một trận cầu vô cùng đáng nhớ, Rô Vẩu lập hat-trick trong trận, còn Neymar có cho mình một cú đúp. Cả Neymar và Ronaldinho đều đã có những màn trình diễn thượng hạng ở trận đấu này. Tuy nhiên, phần thắng cuối cùng thuộc về kinh nghiệm của người đi trước. Màn đối đầu giữa hai trong số những cầu thủ xuất sắc nhất Brazil từ đó đến nay vẫn được coi là một trong những trận đấu hấp dẫn nhất lịch sử Brazil. Vậy còn các khán giả của Mr. Zero thì thấy như thế nào? Hãy chia sẻ suy nghĩ của các bạn về trận đấu hấp dẫn này với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.